Sư phụ, em đi theo với. Em nữa, cho em đi chung nha. Ừ, đi. Mà thôi, để em ở đây bảo vệ hai chị này cho. Vậy anh với em đi nha. em thấy Nam bảo vệ hai chị một mình tội quá, cho nên là em phụng Nam nha. Vậy thôi, mọi người ở dưới hết đi, để mình tôi lên cho. Muốn biết thật hư thì tụi mình chỉ cần đi tới đó một lần nữa là được. Nữa hả? Hẹn mọi người 9 giờ tối mai có mặt trước nhà hoang. Còn bây giờ tôi đi ngủ đây, tạm biệt. Giờ phải làm sao? Em sợ bị ma bắt quá à. Chị cũng sợ. À, em đã có cách bảo vệ cơ thể nhàn ngọc này rồi. Cách gì? Chỉ cho chị với. Không, cách này mà nhiều người biết quá, nó sẽ không có linh nghiệm đâu. Trời, không thèm. Chị đây cũng có cách. Cứ đợi đó, rồi coi. Tôi về nha ba. Ê, cái gì vậy? Tới đây rồi bà cũng cứ đi về nữa. Ngày hôm qua bà nói mà có cái gì để bảo vệ mà. À hả, tôi quên. Đợi chút, đợi chút. Bà cầm tôi coi. Đây. Tôi phải đợi cái gì đây? Trên mới năm nay hả? Trên mới gì đâu. Cái này á gọi là tự bảo vệ bản thân. Ai như bà đi đánh giặc mà tay không tức sắt. Ai nói bà là tôi đi tay không? Đâu? Đây nè. À, miên. Cái lộn. Nó phật. Không bằng em, nhìn đây nè. Tên 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 tên. Trời ơi, cái đó sao bằng cái của em, nhìn nè. Ủa, thúi quá. Này là cái gì thúi hả? Thúi vậy? Cái này là nước cút tỏi đó, chị đem theo mấy cái chai tỏi đó, chừng nào mà mới ăn. Xịt cái này cho nó lẹ. Vậy đủ rồi, mình đi thôi. Ê, ê. Khoan đã. Nam, em có đem mấy thứ chị dặn không vậy? Ờ, có. Nè. Ủa, chị vui chị làm gì vậy? Im lặng, chị giải thích nè. Chị coi mấy cái phim trinh thám á, hay có cảnh quan cây thám thính. Cái đó gọi là bức dây động rừng, để đánh động hù dọa mấy con ma trong nhà cho nó sợ trước. Cái đó người ta gọi là rung cây nhét khỉ. Trời ơi, chị thấy vậy lỡ như mấy con ma nó hăm ăn như em, nó chạy ra nó hù tụi mình, rồi làm sao tụi mình chạy kịp. Ôi, cái gì ghê vậy? Thôi, để anh đi lên cho. Sư phụ, em đi theo với. Em nữa, cho em đi chung nha. Ừ, đi. Mà thôi, để em ở đây bảo vệ hai chị này cho. Vậy anh với em đi nha. em thấy Nam bảo vệ hai chị một mình tội quá, cho nên là em phụng Nam nha. Vậy thôi, mọi người ở dưới hết đi, để mình tôi lên cho. Ông bảo trọng á nha, đi cẩn thận nha. Anh đi cẩn thận nha Minh. Tôi nói lời biệt ly với sư phụ rồi. Cứu chồng, bảo chồng nha. Biết nè. Biết cũng quẹo quá.
muộn rồi. Em thấy á, hai anh không có ý hối cãi, vậy thì em sẽ mét luôn ba mẹ tụi anh. Dạ sẽ mét luôn, hiệu trưởng cho coi. Thôi 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 thôi, mét gì mà mét. Tụi em nói có ai tin không? Tụi em có bằng chứng không mà mạnh miệng quá vậy? Nó nói đúng rồi đó, với lại mấy đứa con nít con nòi nói ai tin. Với lại cũng không ai nghĩ á, tụi anh làm ba chuyện tào lao rồi đâu. Hai anh có chắc là không có bằng chứng không? Nè, đừng có hù, bằng chứng đâu, rút ra. Đây camera. Hồi chiều tôi đi học về, tôi có vô đây trước rồi. Với lại sau khi bị hù tối qua, tôi đã thấy cái này có gì là lạ rồi. Ủa, anh không rủ tụi em đi chung mà sao anh đi rủ mình đi? Rủ tụi bay đi chung để bứt dây động rừng hay gì? Anh cũng muốn vô đây trước coi thử cái nhà này có bị ám thật không. Ai ngờ vô đây đã phát hiện ra một câu chuyện thú vị nữa. Nhân chứng vật chứng rành rành rồi đó, hai anh còn điều gì muốn chăm chớ giúp ta nữa? Vậy bây giờ phải làm sao để lấy được clip đó? Ừ đúng rồi, giờ muốn bao nhiêu tiền chuột, nó nhiều vậy? Em sẽ không đưa đâu, nếu hai anh muốn lấy thì phải làm theo em một chuyện. Tôi là Hòa. Còn tôi là Hoàng. Tôi xin hứa từ nay sẽ không giả ma giả quỷ để hù mọi người nữa. Không chỉ là chuyện giả ma giả quỷ mà hai anh phải hứa với em một điều là phải học hành chăm chỉ, không được tụ tập hút thuốc lá nữa. Được rồi, tôi xin hứa. Ừ, hứa. Ý, em có cái này cho anh nè. Nè, hai anh cầm đi. Cái này là cái gì? Cái này là nó không có giúp cho hai anh học giỏi được đâu, nhưng mà em thấy ngon nên em mời. Cái thằng này.